từ nhỏ cho tới lớn, ai cũng có mơ ước, mộng tưởng để mà ôm ấp ủ. Và tao cũng thế. Tao muốn làm ca sĩ. Ca sĩ. Thật nhiên. Tao không thấy mày còn tổ chức làm ca sĩ ấy. À mà công ty của ông đại team to trên thị xã ấy đang có cuộc thi tuyển ca sĩ. Mày đi thi thử xem nào. Biết đâu. Nhiều người mơ ước thành đại gia và nhiều anh thích làm đại ca. Em thì không thể thích làm ca sĩ. Mày là ai đến đây làm gì? Nhìn mày như những cái thằng siêu nhì. Em vào đi thi, vào mày mày đi. Ừ, ông tránh ra cho tôi vào thi. Lên là lên luôn. Vậy thì em sẽ phải làm gì? Mặc quần áo để debut. Debut là cái view gì thế? Là ra gặp công chúng. Uầy, nhanh thế anh đi thay đồ đi. Hát đi em, hát to lên. Hát cho 1000 người đang xem. Mic không lên, hát sao đây? Mày cứ hát lại một bài gì đi. Chim trao lòng chim bay à ra ô chim tung can sẽ tăng quần què. Chim bay về một nơi xa, chim bay mất chim tiết về lâu. Chim đi lâu, chim bay lâu. Tiếp đi em, hát tăng hay. 69,000 vôi anh ơi, vẫn đang tăng, rất ban căng. Nó đã trở thành một ngôi sao. Sao? Cẩn thận với mấy bọn nhà báo. Liệu mà ăn nói ơi, không là chết đói ơi. Tiền mình kiếm tháng này nhiều không? Giá 1 tỷ 290 700. Phải tin vậy sao? Vậy sao? Hơn cả làm trai bao. Ừ, à vâng, nó đang ở thời đỉnh cao. À đây, các CN tháng này 1 triệu 290 Em cảm ơn anh sao nhiều thế anh. Nhiều vai nhỏ hơn thế đó cũng kêu nhiều. Thằng này mu vai lơ. Thôi nhớ giữ phong độ này nhé cưng. Gọi nhân viên lên đi. Kiếm em nào sexy. Cầm thêm chai whisky. Nhớ bonus thêm một manly. Dạ quất thôi anh ơi. Kèo này em nào có dám chơi. Ngồi im đi ông. Ông không chơi thì để người khác chơi. Dạ nhân viên em đây. Bé này nhìn rất tây. Giọng hát cũng ngất ngây. Điện và nước cứ gọi là đông đầy. Còn em kia tên Trang. Nhìn mặt là đã muốn vào luôn em may, hôm nay nhất quyết phải uống say.
không về. Ngồi tầng hoa vàng này chả phải trông mà cũng phải thương. Để ông này ngu rồi. Ok, ngay cho chị em mình hơn 1 tỷ bạc. Bạn đưa nó hơn 1 triệu. Nó lại bảo nhiều. Mà lộn làm cái gì? Tớ hớt cái bộ lên để nó biết chết cái lũ ấy. Ngu. Mày à? Mày về trước. Ê, đưa về đây. Ao bao. Mấy em chân tiếp về, chúng mày chân đây. Chào anh ạ, liệu bên em có thể hỗ trợ được gì cho anh nhỉ? 300 triệu anh nhá. Cao quá. Rồi tôi đã biết hết sự thật, rằng bao lâu nay tiền lương ông đưa cho tôi toàn là bù lao. Vừa ngày hôm trước vẫn kêu nhiều, giờ mặt nhanh thế. Kiếm về cho chị em có 1 tỷ, đưa 1 triệu nó không thêm nhiều. Đúng thế không hắc ông bầu, ông vẫn định lừa đôi sao. Mấy tháng chờ tôi cứ giống như con bò kiếm tiền về giúp ông. Tôi sẽ vứt đi hết tất cả, tôi đếch cân làm ngôi sao. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ông phải nhận quả báo thôi. Lừa đảo. Sao mày lừa đảo? Sau khi nhận đơn tố cáo con bồ số tên Quang và sự chia tay bất ngờ của gà cưng Hoa Vanh, công an đã vào cuộc để làm rõ những vi phạm sai trái trong hoạt động kinh doanh giải trí nghệ thuật của công ty Ngòm Củ Tỏi do ông Dương Tượng Đại làm giám đốc và Âm Hạn Tiểu làm phó giám đốc. Tôi đây. Vậy là tôi lại trở về cái máng lợn rồi các ông ạ. Tôi lại ăn hại như xưa, ngày ngày chỉ biết chơi game. Quên giới thiệu với các ông, đây là Linh, vợ tôi. Năm xưa đã cùng nhau đánh dấu lãnh thổ ở gốc cây 69. Ôi trời ơi, chồng ơi, đâu rồi, trời ơi, chồng còn chán thế. Thôi, chào các ông, tôi phải đưa vợ đi đẻ này. Không, nó vọt ra đây thì khổ. Nhìn cái tướng vợ tôi thế này, chắc chắn là đẻ con trai rồi. Con gái bố ngoan quá nhỉ, con gái bố giỏi tê. Lớn lên con gái bố thích làm nghề gì nhỉ? Con thích làm nghề ca sĩ. PT Mobile.